Hôm nay mình đến nhà người yêu chơi các bạn. Dư chơi cái chén gì vậy? Nay mình quay về chút xót của người yêu các bạn. Nó đang ngủ đó các bạn. Kêu nó ngủ liền chúng ta. Kêu nó dậy đi em. Nó đang mở mắt nó làm ru kìa. Nó nằm. Đi đâu? Vậy luôn hả? Không có đi đâu á. Cho nó nằm nó đi, em nặng nó thôi, đi đâu. Thấy chú chó đã không? Chú chó sướng ghê không? Đừng nói bở nó ra luôn nha. Rồi nó nằm luôn rồi. Kéo ra hả? Nó biết em đựng đó. Con chó đủ thứ bằng điểm thức đó nha. Nó đi vòng nha. Cười cái gì? Cười cái gì? Mấy em nè. Bình thường mà có gì đâu. Cái chó này nó làm lâu quá. Gãy kìa, gãy giả mang vậy. Em có bắt lận với nó không em? Nó có không? Có chứ, mở hết rồi. Nó không có, lấy cái này về. Rồi. Nó không còn nào luôn á. Bây giờ bắt lận với nó đi em. Lâu lâu bắt nó để có mấy con nó cắn đó. Bốn mắt. Một con mực bốn mắt. Chắc là nó bị có mấy con lợn cắn nó ngứa nó gãi vậy đó. Nó gãi miếng luôn kìa. Mà có tay đi, có tay bị ngứa nè. Trước nó nhiều giai đoạn lắm. Chết á. Sao bị nó đi bị ta người ta ấy hả? Không nói cái gì đâu. Để cho nó đi kìa, nó đi các bạn đi theo. Theo chạy luôn kỹ trời. Chạy qua đây ngủ rồi. Đâu qua đằng trước nó có sao đâu, không sao đâu. Qua đây là đổi chỗ nằm ngủ cho mát rồi các bạn ơi. Nó nội em ra rồi. Em lại đây. Nó có đi không? Em lại đi. Quê em mà. Quê em đúng không ạ? Em ra hả ta? Nó
nó khoái lắm không? Trời ơi, chơi nó vậy luôn kìa. Em ơi, em gan đựng chó ganh tị quá à. Có người vô chó nó sủa à, bác các bạn. Đây mình kêu chó vô đây các bạn. Chú chó vô rồi. Đã không các bạn? Chú chó nhà của người yêu mình rồi các bạn. Chú mực cuốn mắt rồi các bạn. Quay em. Rồi. Đi quay lại đây nữa. Nè. Em cho anh nằm đi. Em giúp trước nó tự động nó nằm à. Đây, vậy mới ngay nè. Ngay thằng Hậu đang chơi game nữa nè. Được, không sao nhưng mà ít thôi ơi. Cho nó nằm xuống ha. Nó đứng rồi. Tắt. Không giữ kìa. Út kiếm gì vậy? Út nói gì vậy? Cô Út của mình đây các bạn. Sao bỏ luôn nè. Đi vòng vòng luôn rồi. Đi theo em kìa. Qua nó kiếm em nựng nữa đó. Kêu nhảy nó có nhảy không? Bình thường á. Chị vậy sao kêu? Trời ơi. Tôi đúng rồi, tôi kêu nó nhảy lên. Đây này kêu không nhảy đâu mà cô già cũng kêu nữa. Tại không tạp nó tạp đấy à. Nó đi rồi, bắt nó lại. Giờ chú chó nào đó nằm nữa rồi các bạn ơi. Nằm ngoài đó rồi. Nó nằm ở chỗ nó mát hay sao nè. Đi uống nước rồi các bạn ơi. Rồi đi kiếm nước uống gì nè. Em nó cắn nước kìa em. Giờ nó kiếm nó cắn uống nước uống luôn kìa. Nó chạy em ơi. Em muốn lấy nước cho nó uống nè.
Dạ. Thôi nó quay thấy cái chú kiếm gì á. Nào, ừ, nằm đó hơi hơi ẩm á, nó mát. Biết sao không? Trời ơi, hai đâu rồi? Đang chụp hình nhé anh. Đang chụp hình nhé. Em lùn hơn anh ta. Chứ em sao, em cao hơn anh. Đang mắt anh hả? Ừ, tí muốn mình cao lên, rút cao lên nữa là cao rồi. Ừ, thôi vậy xuống vậy đi ha. Hay không, cái đó vừa phải không? Chú luôn nó nằm, chú luôn ngủ luôn rồi. Còn mở mắt kìa các bạn ơi. Thôi để chú luôn ngủ đi nhé các bạn. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh Nguyễn Vlog. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Nguyễn Vlog nhé các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều.